Dân xin chào cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay mấy chị em dân cùng anh Michael ở Canada, mình đi ra nhà hàng gió biển để ăn với cùng mấy anh em nữa. Giờ mình đi. Ơi, mấy anh em ơi. Mình đi anh ơi. Còn mấy anh đó rồi chưa giới thiệu hả? Dạ. Dạ, mấy anh này quen mặt rồi. Quen. Dạ. Mấy anh bảy nữa không? Không. Anh bảy. Không có anh bảy, anh Sang, cái này anh ba của em. Anh ba. Dạ, anh này thứ ba. Còn này là anh Sang ở xóm. Ở xóm. Dạ. Cái này là Xuyên, là cháu con anh Tám, mà anh Tám bữa nay bệnh là không có đi được. Dạ, đi tránh đường, tránh đường. Dạ nha. Không lên xe đi luôn ba. Đi trở lại. Không biết đi xe đó đâu. Tạ. Tính đi xe đó ra đây hả? Ừ. Im à. Anh biết vui rằng sống đánh anh biết vui rằng. Anh về tới đây anh có tham quan chỗ nào chưa? Chưa. Dạ. Sáng nay 7 giờ mấy mới xuống chuyến bay. Dạ. Gần 40 tiếng bay. Dạ. Dạ. Muốn được. Có gió biển mà cũng nóng quá. Dạ, em qua mấy bên kia chắc mát hơn lắm. À, đi cũng nhiều ạ, có 10 người. Có cái chỗ nào mà cặp mấy biển mà mát mát không? Giờ này nó hơi nắng. Giờ nắng chiều. Ở cái ngoài mình chả mình vô, khỏi đi. Ngồi cặp bên đó hả? Dạ. Cặp bên đó hồi chiều có giãn không? Dạ chút xíu à, nắng này chút xíu là nó mát rồi chị. Đi bên đây đi ha anh. Ngồi nè. Chị ba qua đây, chị ba. Qua đây, qua đây. Nè anh gọi món đi anh. Gọi đi. Kêu gọi. Cô gọi gì ăn đó luôn. Hai lúa. Có hôm mình đi mình gọi một bữa rồi. À, cua thịt, cua gạch, sò thì có sò đẹp, sò tô, hàu, sò tay tượng, ốc hương. Còn Xuyên gọi Xuyên. Có cá bóng bú, cá nhám, cá lăn, cá chùm, cá chiếc tròn, cá mang ớt, cá mặn. Nước ăn khô. Thì một nước một khô rồi đi. Cơm dĩa cơm hải sản hay là mì xào không? Cứ gọi nha. Dạ. Dĩa cơm hải sản với cơm chiên hải sản. Với mì xào. Mì cháo có hải sản là mì gói mì tươi. Mì tươi hay mì kêu ra cho ăn? Ờ, điện thoại ở đó đây tôi kêu hai dĩa ớt. Đợi mẹ. Ở bên đây người ta... Cái này là tôm càng xanh. Cái này là cá lăng với cá chiếc giòn. Lớn nè ơi. Cái này là lương 33. Có lương này mình ngán rồi. Lương. Cái này là cua thịt, cua gạch. Cá bông muống. Cá mang ớt. Đi cá măng ớt ngộ vậy? Dạ. Để thịt con ớt mình vậy hả? Bắt thử ra được không? Được chứ. Bắt thử cắn không vậy? Nó có cắn có gì mình không? Xem thử nha. Dạ. Ai da đẹp dữ. Nè, mấy con cá chua. Cá này là cá măng ớt. Cá măng ớt. Thịt độc không ta? Sao thịt độc? Không, không. Qua ăn tôm tích nè. Cái này là ốc voi với ốc tay tượng. Cái này là ốc voi. Ốc tay tượng. Ốc tay tượng. Con ốc này ăn sao? Tôi hồi đó giờ tôi có ăn nó lần nào, tôi hỏi tôi ăn sao là sao. Cái này mình bán ngon vậy hả? Dạ, tôi ăn ký á chị, ký 49 á chị. Mình cắn miên dũa ăn luôn.
Chị đòi kia hạt cắt nguyên vỏ ăn luôn kìa. Cái này là sò tô. Sò tô con 39.000 à. Đúng không? Trời ơi, ăn con 39 ngàn ăn bao nhiêu con trời? Vậy lấy chục con đi. Lấy chục con sò tô đúng không hả? À. Chứ lấy cần tốt lên mà đem xuống. Đem gì ăn con đi chị. Cái này 1 ký nó khoảng nhiêu con nha? 1 ký tầm 6-7 con á. Bắt thử coi, được không? Ủa, nó cắn chị, lấy cái đó kìa. Cắn hả? Cắn. Chắc rồi. Trời ơi, không nổi. Đó, đây, con bự nè. Ở ngoài đâu mình thấy nó nổi tiếng nha. Nè, con nè. 990 ngàn. Thôi vậy lấy cho mình 10 con này luôn. 10 con tích hả? Hết hộp. Sao mình lấy gì bên đây? Đúng nó có nhảy hết hộp. Làm gì chị cháy nổi luôn. Hấp. Hấp nha chị. Nó mặn lỏng không chị, ngon hơn cá con đó. Hấp hấp đi hấp. Rồi lẩu ăn cá bớp hả? Lẩu cá bớp. Là con cá này nè. Ờ cá nha. Nãy giờ chị mấy món rồi? Dạ chị có cơm chiên hải sản, mì xào hải sản, lẩu gió biển, sò tô, tôm tích. Lẩu hải sản là cái lẩu đó, phải không? Lẩu gió biển cái gì? Rồi, vậy được rồi. Mình ăn vậy đi rồi có gì mình kêu thêm. Giờ mình đi ra. Mình có hàu, nước khô ngay, nước bơ cay, hàu thì con 35 ngàn. Không, mà bữa nào mình ra mình ăn thử cái con đó nha. Con này nè. Cá bóng. Cái này là cá bóng muối. Cá bóng muối này là mình nấu chua, thái bù lại, nấu cháo, nấu mẻ, nấu ngót. Yeah. Ủa, nước mắm, nước tương, tỏi ớt gì hả? Lẩu gió biển. Quê mình ở Nha Trang. Nha Trang Đà Lạt gì mình đó hả? Nha Trang ở miền Trung á. Dạ dạ. Để khi nào trúng số đi ngủ đoàn này đi hết cho qua miền Trung chiến cho biết. Đã trúng số à? Không cần trúng số cũng đi được mà. Dạ không trúng số đi không đi được. Là trúng số. Bác không cho đi. Bác không cho đi. Bác không hồ bác. Dạ. Chị đang ớt có ớt rồi đó nha. Ừ. Ồ, chén ớt của anh Sĩ với anh Sang á. Để chị ba ra tay nè. Ừ, chị ba ra tay lật của người ta nha. Cháy chưa chị ba? Ừ, cháy. Cháy rồi, cháy rồi. Chị thêm cái đi. Cháy dạ. Đi. Để đi, chị để đi em. Cháy ra lửa đó. Nóng nóng rồi. Cháy rồi. Cô đây nóng nóng rồi đó. Dạ. Đây nhổ, chị thêm cái đi. Lẩu có bớt hả? Tìm cái bếp nữa. Không phải, anh kêu cái lẩu này nhỏ quá, tìm cái nữa đi. Đúng rồi, người ta 10 người có 5 con cơm tôm hồi chắc quánh lộn quá. không đủ chia. 5 tôm này thử lên nó hết rồi. Nói hồi này chắc đi về nhà bắt tôm nhà đem ra ăn quá. Mình kêu thêm tôm xuống biển luôn ớt. Bắt thêm con tôm xuống biển luôn ớt nữa. Từ nãy giờ mình chưa có đồ nướng mà. Chưa. Thôi tôm mình ăn hoài rồi. Thôi vậy mình kêu cái gì? Cá bóp đi, lẩu cá bóp đi. Đâu phải cá bóp đâu. Cái này lẩu gió biển đó. Lẩu gió biển. Cá bóp nãy mấy chị này vô khen ngon nè. Thôi vậy mình kêu lẩu cá bóp đi. Nè, nước mắm, nước tương mình có đầy đủ này. Có hạnh, có ớt đàng hoàng. Cho chị ớt bằng ớt với hạnh mình đi về. Hai cái này là mình no rồi đó. Tôi giúp chị no. Nhưng mà này ai tay cục là lỗ nè. Lỗ chết luôn rồi. Ừ. Chấm tương. Ừ. Đó. Có chấm tương ngon lắm á. Đúng rồi. Hả? Nắng được đâu rồi. Mấy con nghèo ở đây nữa. Nghèo ở lườn đó. Gì hả?
mực luôn hả? Nếu con cá nhím thì làm gì chị? Làm lẩu mẻ đi. Rồi, đợi 30 phút. Dạ, ngồi trước chờ đi, phải chạy tới. Ăn. Sò ra ăn trước đi. Xiên. Các bạn nó bự quá, mỗi lần kêu phải đứng lên. Với con cho hai chỏ ăn được. Thay đâu đi. Bế con đưa chén, đưa chén. Đây. Lấy trước đi. Dạ. Không, cái này là điều hết trơn anh, 10 người 10 con à. Ego chair. Rồi. Rồi mời anh. Chị ba ủa còn ai nữa tưởng quên xiên chứ đây món gì ra nữa nè con gì của mình đó tôm tích, tôm tích. Con gì của mình. Nó thấy không? 10 người, 10 con tôm tích. Ngon không? Ăn mời anh ăn. Ăn thử đồ Việt Nam ở đây nấu hàng mình. Sao? Mà em dùng con này con gì quên rồi. Con sò tổ. Con sò tổ. Mình mới bắt nó lên cái thộng đó. Mời cả nhà luôn. Sò tổ coi. Cả nhà nha, các bạn ăn sò sò tổ. Biết cái con này con gì, hết sò gì. Mời các bạn ăn sò tổ. Mặn rồi. Ai biết có chấm gì không? Ai biết? Tại em thấy nó mặn đó. Chấm muối tiêu hả? Ai biết? Cái này nó bự quá, làm miếng dai ha. Dạ. Rồi này dần dần nó làm sushi đó. Là ăn sống hả anh? Sống. Đó giờ không ăn thằng thấy ngon hả? Dốc chỉ tiếng hết. Anh à, em lột cho anh hai ăn luôn hả? Anh hai ăn thử coi em lột kìa. Anh ăn ăn xào cơm. Xào cơm hả? Xào không á? Cơm xào, cơm xào. Okay. Thì tới đâu cũng phải học hỏi phải không chị Úc? Dạ dạ. Mình còn cái lẩu nữa. Ăn với một dĩa mì nữa. Em ơi, nãy chị còn một dĩa mì nữa. Dạ đúng rồi, đang làm chị. Vậy hả? Tưởng đâu quên. Anh ba ăn cơm hoài, anh ba chán. Trời ơi,
mỗi lần ăn là phải đứng nha. Em cho anh hay trước anh nha, cái này có 5 con tôm thôi đó. Anh ăn đi, ăn. Dạ. Thêm gấp cho cậu nè. Ơi, nó bự đó chị. Hả? Sao? Không, gấp hết không? Rồi. Được, cảm ơn. Rồi. Cảm ơn nha. Cảm ơn. Ăn chị Út cho khóc à. Anh thử ăn tôm tích Việt Nam á, sao? Thấy tôm tích Thái Lan bự. Như hả? Tôm tích Việt Nam gì là còn bự lắm rồi đó. Đều bự nhất rồi. Dạ. Như mình thấy có con gì mình nó bự hơn nữa đó cô. Kìa. Rẻ. 10 con. Để cái này cho chị đi. Đúng rồi, cái đó không mới ra tay mới được hết chứ. Ăn cái này phải có bia mới được phải không anh ba? Dạ lên. Nó mới tiêu quá không? Tối nay chạy chắc khoảng 1.5 tiếng tới nhà. 1.5 tiếng? Dạ. Sợ sai dữ rồi. Anh hồi mình đi về đâu, anh về đâu? Dạ. Anh về tới trong một chút chứ không sao quá. Nghe nói đậu Phú Quốc ở đây đẹp lắm mà. Thôi chắc chạy chống cho trên ơi. Đâu biết đâu, nghe nói đẹp mà không biết. Mà nói chưa từng đi. Ngủ gì? Khách sạn ngàn sao đi anh. Có như Quỳnh mới lại nha, lại thêm 4 người nữa. Hello, xin chào mừng rồi nha. Xin chào quý vị nha. Rồi lại sao vậy, ăn luôn đi, dùng luôn. Dạ. Anh ăn đi anh, em dùng nha. Ăn đi, hồi bọn em ăn hết à. Sao rồi? Không, một hồi nữa anh về khách sạn anh kêu ăn sao hả? Thôi chịu. Thôi chịu ăn khoảng dân mình đánh nhanh quá ha. Tan hết trơn rồi kìa, lẩu à. Lẩu cá gì quên rồi chị? Cá nhám. Rồi xiên xích ra xiên ơi. Đậu mẻ nha. Có cháy nào? Có cháy không? Cháy chị. Cháy rồi. Ăn đi anh. Anh dùng con ghẹ đi anh. Đậu cá nhám. Em dùng à. Tự nhiên đậu cá nhám. Đậu mẻ cá nhám. Ở dưới quê ăn cá cha giết rồi. Ăn con mình lên mình giờ đổi à. Ê, nè ăn cá cha nhúng mẻ, giờ ăn cá nhám nhúng mẻ. Ăn cá cha ra thì ăn cá nhám ha. Ra đây ăn toàn đồ biển không phải không? Nè, cua, tôm tích. Lâu mới được đi ăn ngon một lần. Ở nhà mình ăn cua đồng luôn nè. Cá lòng tông, cá chốt. Đi lần này được 3 lần. Ốc cua vàng đâu không? Cua đồng với cua này có khác nhau như thế nào? Nó đen hơn hay là cua đồng nó đen hơn mà nó nhỏ hơn à, nhưng mà anh nấu nghêu ăn nó thơm nó ngon, cái mùi của nó khác hơn cái mùi của cua biển. Giống mình đi ruộng nè con, mình bắt cua bắt cá bữa đây mình tập hợp lại mình đi ra ruộng bắt ốc bắt chuột bắt cá mai mốt người ta cắt cua trên đồng nè. Giờ con đi ăn gì cũng được hết trơn mà đi cho nhiều nó vui. Cái mấy bài nữa đi giật 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 lúa cái này cũng hơi mờ. Đi bắt ớt á. Quen rồi. Dạ. Ớt là phải thọc hang mà Dũng này nè. Ừ. Coi cho xiên. Coi cho cá vô. Cá bánh xiên vô đây. Ảnh giờ cho cá vô mà ảnh săn tay đủ quá trời. Có mập á. Né nha. Baby,
Cái lẩu mẻ nó thơm ha. Thơm. Bởi thơm. Vậy ở nhà mình ăn lẩu mẻ rồi hương ra đây của mình á, hương đồng của mình quen cái thơm cái mùi của mình ha. Quen rồi hả? Ăn món khác là chờ đợi chín cái. Tại vì nó tới cái này chỉ nước chỗ luôn cả nó gì mà ăn tới ăn dai hai xong cái cá tươi mà cá tươi thịt màu xanh cá này còn sống luôn trong hồ nãy nè. Biết ăn rau quen không? Anh ăn lẩu mẻ được không anh? Cá nó sống ở lậu gì nè anh? Anh ăn lẩu mẻ được không? Được không hả? Dễ ăn dữ ha. Anh là nãy anh cũng vô coi mà sao mà hay quá à, con nào cũng lội chứ. Biết sao nó kẹo chi? Thì nó đâu có chết đâu. Bắt vô là chạy con chi. Sao mà nó làm sống hay ha? Ô xì chị. Hải sản tươi sống luôn á. Đây chị. Nói nước mặn nó chạy. Người ta bắt là người ta bắt vô một cái lưới. Biết gì nói, biết gì đừng có nói. Cảm ơn cô. Nó bắt nó để phụng chạy kia con ơi. Biết thì nói nha. Người ta bắt một cái lưới xuống gì nè, xong rồi để xuống biển xong rồi nó vô đó rồi người ta đổ cái thùng luôn. Là cái một chuyến một ngày một chuyến là nó chở đi vô luôn chứ nó không có để 2-3 ngày mới vô. Là cái nào đó gọi là nó gồng hay rồng? Gồng. Gồng. Gọng, giống hệt mình gọng cái lóc rồi vậy đó. Nhưng mà nó chạy nhưng mà có oxy nữa. Đây. Ở trong nó có cho chơi gì mượn cái chạy đó. Nước mặn mình á, cái nước ngọt là nó chết. Khó tìm mình đổ. Nhưng mà nước ở trong mấy cái chỗ rộng đó là chính là nó gãy rồi. Biển luôn. Đem nước biển vô luôn á. Đây. Nó chống nhiều biển mà nước ngọt. La con gái, gái ăn hết cơm đi rồi múc. Múc qua đi rồi đặng đổ cái thống vô rồi. Em có ăn cái đó. Mấy con ấy con ăn hết đi múc lẩu để con. Được rồi. Em ăn thử được cho biết cá mập con đó, cá mập con này như xiên múc bển xiên. Rồi ăn đi anh. Ăn. Dạ. Dạ kệ đi hỏi ăn sao. Tự nhiên. Dạ, tự nhiên với người lắm xiên mới đến đi. Có chị Út rồi đừng đợi dạ. Dạ. Chỗ nào nó cũng vui đó. Mời các bạn ăn cá bớp nó lẩu mẹ. Ăn thử cả nhám nó độ của mình ngon không? Cá này kêu bằng cá gì, cá trạch hả? Cá bớp. Cá nhám, cá nhám anh. Mời các bạn ăn cá nhám. Cái này cá nhám mình ăn thử ngon. Ngon. Mời thiệt á. Mời cả nhà hết. Ăn thử hay sao? Ngon. Nó dùng cá bớp thì gọi là cá bớp biển. Ngon ha, thịt ngọt. Thịt ngọt cũng ngon. Dạ, thịt ngọt. Lần đầu tiên ăn cơm mẹ. Dạ, vậy hả? Ăn được không? Anh thấy sao? Được. Không, có em ở đây nấu là không chua nè, có em nấu chua hơn à. Dạ. Dạ. Thôi, mà chứ nó ngon là... Mình lấy cơm mà làm cho nó chua chua gì không? Cơm mẹ. Cái mình lấy cơm mẹ, có cái con cái sẵn á. Mình cho cơm nguội vô ăn cái nó ủ lên men. Lên men mình lấy cái lớp dưới mình làm đồ chua nhưng mà cũng như làm mình làm giấm vậy dạ. Không? Dạ đúng rồi, nuôi giống như nuôi giấm vậy. Cái này thì nó chính rồi. Ừ? Ở đây là có gió biển, xong mình về dưới mình đặt mình bỏ luôn mình để là gió đồng. Để là gió đồng. Im. Mình lấy đồ đồng. Lẩu gió đồng ha. Thôi chị là mới hốt cô cắt trời xong mà mở ra cái trời gió đồng. Gió đồng miền Tây phải không? Đi đi, gió đồng miền Tây. Em nấu cho anh qua nha. Đông ghê luôn. No no chưa chú? No bụng căng căng. No vậy mình cũng đi về ha. Rồi. Video của Nhân đến đây kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn trong những video. Chào tạm biệt. Dạ mình đi về hết vậy anh? Đi về, dạ mình đi về nha.